Xin chào quý vị và các bạn. Hồng Nhung rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Nghề nuôi gái được viết bởi tác giả Trường Lê. Một vị tác giả mà trước đây thì Hồng Nhung cũng đã chuyển thể rất là nhiều tác phẩm của anh rồi. Và tác giả này cũng đón nhận được rất là nhiều sự yêu mến của quý vị qua bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Người yêu tôi bấm số gọi ngay, lúc đó cũng là khoảng 7 giờ tối. Tầm đó quán cũng đang làm. Sau mấy hồi chuông thì bà chị nghe máy, loa ngoài được bật lên. Alo, em à, chị đang cho cháu bú. Chất giọng khàn khàn đặc trưng đúng là của bà chị. Mà lâu lắm rồi hôm nay tôi mới nghe, người yêu tôi nói. Chị Nhung ơi, chị nói chuyện với anh ấy nhé, anh ấy đây này. Tắt loa ngoài tôi cầm máy. Chị à, em đây, chị dạo này sao rồi? Sau khi tôi nói xong thì bên trong điện thoại vang lên tiếng khóc nức nở. Những tiếng nức lên nghẹn nơi cổ họng khiến tôi hơi hoảng. Bởi tôi không ngờ là bà ấy sẽ khóc ngay được như vậy. Tất nhiên tôi hiểu, cái cảm giác uất ức đến ứ đọng bên trong một con người nó khó chịu đến như thế nào. Bà ấy khóc chỉ sau khi nghe tôi hỏi thăm một câu. Chắc có lẽ bà đã đợi tôi hỏi câu này từ rất lâu rồi. Tôi cũng ứa nước mắt nói tiếp. Chị làm sao đấy? Gọi hỏi thăm mà khóc thế này thì nói năng cái gì? Nước mắt sụt sùi. Bà ấy bên đầu dây bên kia chắc đang quệt ngang mũi để kìm nén không khóc nữa. Mấy giây sau bà trả lời. Chị khỏe. Em sao rồi? Hai đứa giờ ở đâu? Người yêu tôi không nói cho bà ấy biết chúng tôi đang ở đâu, làm gì. Vì sợ nói ra tôi sẽ mắng. Em mới về Hải Phòng. Trước đó thì cũng lang thang khắp nơi. Mới về Hải Phòng mấy tháng gần đây. Cháu tên gì thế? Nãy nhìn ảnh nó mà thấy giống anh Long thật đấy. Anh chị làm ăn vẫn ổn chứ? Em nghe bảo đợt em về thì anh dính án à chị? Bà chị vẫn thút thít. Ừ, giống lắm em ạ. Được 6 tháng rồi. Anh Long á? Hỏng rồi em ơi. Đời chị bây giờ còn không bằng một con chó. Thôi em nhá, có khách rồi. Lúc nào rảnh chị gọi là nói chuyện với em sau. Tôi còn chưa kịp chào thì bà đã tắt máy. Người yêu tôi ngồi bên cạnh hỏi. Chị bảo sao hả anh? Bà này có chuyện rồi. Mà sao lại vừa trông con lại vừa trông quán nhỉ? Anh tưởng lúc mình đi là thuê một thằng khác làm thay rồi cơ mà. Mà nhắc đến ông Long bà ấy bảo hỏng rồi. Hay là ông Long làm sao em ạ? Có khi thế nên bà mới không có chỗ dựa. Làm cái này mà không có cơ cấu thì bị chúng nó đè chết. Ngồi tây đoán thì ích gì. Nếu đã nói chuyện như thế thì anh ra xem thăm chị ấy với cháu một hôm, xem giờ chị với mọi người đấy thế nào. Nãy em thấy bà khóc đấy. Mà trước giờ có bao giờ bà khóc đâu. Với tính của tôi thì ngay ngày hôm sau tôi gọi xe để quay lại cái nơi mà tôi bắt đầu nghề nuôi gái. Chỉ có điều khác với lần đầu bỡ ngỡ, ngại ngùng. Bởi mấy đứa nhân viên vào trêu chọc thì lần này tất cả đều đã thay đổi một cách mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ra. Cho dù cái quán vẫn như vậy, cảnh vật vẫn thế, duy chỉ có con người là biến chất. Dừng đây cho em dừng rồi anh ơi. Tôi miệng thì nói với taxi, còn tay thì thọc vào túi sau định lấy ví trả tiền. Bác taxi đánh xe vào lề, rồi quay lại nhìn tôi cười một điệu cười đầy ẩn ý. Thanh niên đến đây định làm tí hả? Quán này có mấy em cũng mới ngon lắm. Cả đường này bây giờ chỉ có quán này với quán trên là có gái thôi. Nghe giọng không phải người đây mà tinh quá nhỉ. Tôi thì thuộc dạng ngây thơ vô số tội. Ra ngoài mặt lúc nào cũng hiền như bụt, mà nói chuyện thì lịch sự có thừa. Gần 2 năm rồi, lấy tiền trả bác taxi, tôi gãi đầu cười. Vậy hả bác? Cháu đến thăm người quen thôi. Chứ đời cháu chưa biết đi gái là cái gì. Toàn gái nó đi cháu. Bác taxi nghe xong cười như ngé. Tôi xuống xe, chào bác taxi rồi đóng cửa. Vẫn là mấy cái cây xanh trồng trước vỉa hè phủ đầy bụi đường. Có điều tầm này vẫn sớm nên chưa thấy ai bê biển ra, mặc dù cửa quán đã mở. Dù tôi đội mũ đeo kính đen nhưng bà hàng nước bên cạnh quán vẫn nhận ra tôi một cách ngờ ngợ. Tôi bỏ kính ra nhìn bà ấy rồi khẽ cười. Sao cô? Không nhận ra cháu đi à?
Bái cầm cái quạt phe phẩy vào mấy món đồ khô rồi ồ lên. À, thằng Trường à, mày đi đâu mà vào bao nhiêu lâu nay không có thấy mặt? Quay lại về đây làm cho chị à? Thấy đợt này đông khách lắm đấy, còn có quán này với một quán dưới kia làm thôi. Giải tán hết rồi, thế nên ca ve bây giờ lại đắt hàng. Tôi lân la hỏi thêm vài câu. Vậy thì làm ăn có vẻ tốt quá cô nhỉ? Cháu ra đây thăm con bà tí thôi. Thấy chụp ảnh đẻ con trai, nhưng nãy dừng ở nhà trên kia thấy đóng kín, bấm chuông không thấy ai. Bà bán nước nhìn tôi ngơ ngác. Ơ, cái thằng này mày không biết gì thật à? Cái nhà to đấy bán lại cho người khác mấy tháng nay rồi. Giờ cả nhà chị mày xuống để ở chung với mấy con nhân viên rồi còn đâu mà. Chắc giờ vẫn đang ngủ. Ngồi đây uống nước rồi hãy vào. Ban nãy mở cửa là một đứa nhân viên đi đêm về thôi, chứ chưa có ai dậy đâu. Tôi khá bất ngờ trước thông tin mà bà hàng nước nói. Ngôi nhà đó ngày trước tôi nghe bảo hai anh chị xây mất tầm 3 tỷ bạc. Nói chung là nhà đẹp, nội thất toàn hàng xịn. Ngay như cái giường ngủ của vợ chồng bà ấy cũng phải đến 60 triệu. Rồi quả ông thần tài, ba người bê mới xuể, cũng đã hơn 100 triệu. Kết nhất là cái tủ lạnh to như cái tủ đựng quần áo. Vậy mà giờ đây, tôi nghe tin là đã bán cho người khác. Tôi vội hỏi. Có phải bán nhà để lo vụ anh Long bắn người không hả cô? Bà hàng nước rót cho tôi cốc chè đặc, rồi xua tay. Tao cũng không biết. Nhưng mới bán gần đây. Nghe đâu vỡ nợ. Chứ đợt thằng Long ra trại về nhà vẫn còn. Con chị mày còn mời cả đám chủ với mấy người trong nhà nghỉ đi ăn liên hoan cơ mà. Gần năm nay mới bét nhè thôi. Giờ lôi nhau xuống đây ở cả. Vừa trong quán vừa cơm nước cho bọn nhân viên. Nhìn chị mày bây giờ như con ô xin. Tôi nói. Cháu tưởng trước cháu không làm là có thằng khác trông cơ mà nhở. Lại cũng đuổi nó đi rồi à cô? Ôi giời, cái ngữ đấy không đuổi có mà nát. Thuê ai không thuê, đi thuê ngay cái thằng đập đá, ngáo nhanh ra. Xong để quán nó trông, tiền nó đi mua đá về với mấy con đĩ chui vào phòng đập với nhau. Làm đích làm, cứ ôm cái bình suốt ngày. Đến lúc biết thì hết tiền, nhân viên thì ngáo. Đánh nó một trận chảy cả máu mồm máu mũi ra đây này. Rồi cũng có lấy được tiền đâu. Bọn con Hoàn nó sợ, nó xin về quê. Xong cha con nào xuống nữa. Phải 4 tháng không có nhân viên. Thế nên chắc bây giờ lại gọi mày ra làm chứ gì. Tao ở đây, còn trước khi cái quán này nó mở, bao nhiêu thằng trông rồi. Chẳng thằng nào ra hồn người. Đúng có mỗi mày làm ăn có thấy đàng hoàng, mà không gái gú với mấy con nhân viên. Thế còn làm được, trừ như kìa, vứt. Tôi thở dài. Cháu nghỉ cái nghề này rồi, giờ cho thêm vàng cháu cũng chả làm. Nghe thấy bảo vợ chồng bá sinh con nên ra thăm thôi. Còn cái này làm người nhà còn chẳng tin được nhau, nữa là đưa tiền cho người ngoài. Tiền tươi thóc thật, gái lượn trước mắt thằng nào chẳng máu. Không quản lý được thì chết. Chơi thì thằng nào chẳng máu chơi, nhưng chơi để mà hỏng người, tốt nhất là nghỉ. Thế bọn nhân viên cũ có đứa nào hay có đứa nào quay lại không ạ? Không, lớp cũ đi hết. Cũng mày không biết kiếm đâu ra được mấy con này, trông cũng ngon lành, cao ráo. Không có chúng nó chắc còn nát nữa. Thế mày bây giờ làm cái gì? Mà ăn gì mà sao mà trông béo thế? Bố mày, béo nọng hết cả cằm ra thế này á? Cháu á, giờ đi móc cúng dạo, hít nhiều rác thối quá nên nó béo đấy cô ạ. Cũng vất vả, nhưng được cái tối về ngủ ngon. Không có phải lo sợ mấy anh công an gõ cửa. Mỗi tội không có tiền, cô cho cháu xin vay ít làm vốn. Bà ấy chửi. Bố thì sư mày, ta bán hàng ngồi khô cả háng ngày mới được có mấy gói bim bim với mấy cốc nước chè. Tiền đâu mà cho mày vay? Đùa thế thôi, chứ nghĩ là đúng đấy cháu ạ. Nhìn đâu xa, lát nữa mày cứ nhìn cô chị mày thì biết. Cuối cùng bây giờ, đéo bằng tao. Ta bán xong thích ta đóng cửa chui về nhà nằm ngủ. Kia thì nách mấy đứa con nheo nhóc, vừa cho con bú vừa phải thu tiền khách cho nhân viên nó đi. Khổ lắm cháu ạ. Lại được thằng chồng. Mà thôi, nói nhiều nó nghe thấy nó lại sang đốt quán tao thì bỏ mẹ. Tôi nhấp ngụm nước chè chát xin xít. Khẽ nhăn mặt, tôi bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng ra từ bên trong. Tôi đứng dậy trả bà hàng nước 10k rồi nói. Thôi, cháu vào xem bà ấy với thằng cháu tí đây, cháu gửi tí nước nhá.
Bà ấy cầm tiền nhưng vẫn chửi tôi một cách vui vẻ. Chà bố mày, uống ngụm nước mà bày đặt giả tiền. Thôi, tao xin. Lầy, ít nhất nơi này vẫn còn có một người không thay đổi. Bà hàng nước vẫn nói chuyện với cách lầy lộ như thế. Nhưng vui, ngày trước ở đây tôi quá quen rồi. Đi sang bên quán, tôi bước vào bên trong gọi. Có ai ở nhà không? Bên trong tất bật chạy ra là bà chị tôi, nhìn lếch nhếch một cách tàn tạ, người gầy đến trơ xương, mặt mũi xanh xao, tóc tai chắc có lẽ mới ngủ dậy, do con khóc nên dữ dội lắm. Trên tay bà là thằng nhóc con mới đẻ được 6 tháng, tay kia cầm cái tã chuẩn bị thay cho con. Thò mặt ra nhìn bà ấp úng. Ơ, cậu, sao về không báo trước? Tôi sững sờ không biết phải nói gì khi mà suýt chút nữa tôi còn không nhận ra đấy là bà chị của mình. Một người ăn chơi, sang chảnh, tiêu tiền quyển người trước. Bà chắc có lẽ cũng đã nhận ra bộ dạng khủng khiếp của mình nên vội gọi tiếp. Cậu ngồi đó chơi đi. Đợi chị thay tã cho cháu rồi chị ra. Tôi ngồi xuống bộ bàn ghế sofa đã khác so với gần 2 năm trước. Nhìn sáng hơn, đẹp hơn nhưng bẩn. Dưới nền nhà nào là vỏ cam, vỏ quýt, vỏ bánh, vỏ kẹo. Trên mặt bàn thì đủ các loại rác, đồ ăn để lẫn lộn. Tôi thấy một cảm giác gì đó hơi ghê ghê. Bởi ngày trước tôi làm, cứ trước giờ đóng cửa, mấy đứa em phải tập trung nhau lại mà quét dọn. Lau qua bàn ghế, thu biển xong chúng nó thay quần áo tẩy trang, thậm chí là đặt thuốc gì thì kệ mẹ chúng mày. Nhưng dọn sạch bãi rác mà chúng nó xả ra trước đó rồi đi đâu thì đi. Nhiệm vụ của tôi là đóng cửa, khóa cửa và đi ngủ. Làm quái gì có cái chuyện ăn xong thải rác ra đây để kiến ngày hôm sau. Nhân viên thì nó ăn liên mồm. Cái này tôi cũng hiểu. Gì chứ, nó đi làm nhiều mệt, háo nước, mất nước. Chúng nó không ăn là tôi cũng ép phải ăn. Tống hoa quả nhiều vào mới có sức mà làm. Nhưng quan điểm rõ ràng, hốc xong là phải dọn. Nhìn bẩn khó chịu. Tôi vớ lấy cái chổi trong góc nhà, móc máy, quét đống rác trong gầm bàn. Gầm ghế ra, vuông gọn lại thì bà chị bế cháu bước ra. Được cái quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng thì nhìn bái cũng đỡ đi được phần nào, nhưng gầy đến đáng sợ. Nhìn bái tôi cứ ngỡ như người châu Phi bị đói khát lâu năm vậy. Bà chị vừa nói, cậu cứ để đấy, lát chị quét. À, lát nữa chúng nó dậy, chị bảo chúng nó quét. Quét đi ngồi nhìn cho sạch, nhà cửa bẩn, bước vào mùi kinh. Xong xuôi tôi ngồi xuống ghế đối diện, đưa tay sờ má thằng nhóc con, tôi mỉm cười. Giống bố nó thật. Mà anh Long đâu rồi ạ? Em thấy bảo nhà trên kia bán rồi chị. Sao lại bán? Hỏi có thế thôi mà bà ấy cũng sụt sùi. Tôi cau mặt nhìn, bởi vì bà chị mà tôi biết ngày trước dường như không phải cái người đang bế con ngồi trước mặt tôi. Người này hơi một tí là khóc, hơi một tí là nước mắt. Mà với tôi, nhìn thấy đàn bà con gái khóc tôi thì khó chịu. Tôi hỏi lại. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Bà chị tôi ôm con cúi mặt nức nở. Anh Long hả? Thằng chó nó đi cả tuần nay có về nhà đâu. Cố nạn đấy bây giờ nó không còn là con người nữa rồi em ơi. Chị muốn chết mà nó cũng không để cho chị chết. Giờ này chắc nó còn đang phê pha với gái rồi. Chị khổ quá. Hai chị em đang ngồi thì từ trong nhà một đứa con gái phi ra. Có lẽ nó nghe thấy tiếng bà chị khóc nên chạy ra xem. Phần trên mặc áo ngủ, phần dưới mặc mỗi cái xilít. Chạy ra đến ngưỡng cửa nó úi lên một tiếng rồi chạy lập tức thụt vào trong. Bà chị bảo tôi, đi vào trong nói chuyện cho thoải mái, để chị kể cho cậu nghe thời gian qua chị khổ thế nào. Có mấy đứa nhân viên ở đây nó biết, chúng nó thương chị nên cố ở lại, chứ không chắc chị cũng chết. Sau đứa ban nãy phải đến 4 đứa nữa cũng đang thập thò, thăm dò xem tôi là ai. Chúng nó đứng mép cửa nhìn tôi chằm chằm. Lướt qua một lượt, không thấy đứa nào quen cả. Chị tôi nói với chúng nó. Đây là em họ của chị. Trước anh ấy cũng ở đây làm quán cho chị. Một con ồ lên. À, có phải cái anh mà hồi trước chị kể là chị đuổi. Chưa nói hết câu, bị bà chị tôi lườm nên im bặt. Thực ra thì tôi cũng thừa biết nó muốn nói gì.
Với cái tính của bà này thì việc bà ấy nói với nhân viên là đuổi tôi đi, không cho tôi làm, cũng không có gì là lạ. Nhưng phải công nhận, đám nhân viên mới này coi bộ đồng đều hơn trước. Đứa nào cũng ưa nhìn, mặc dù tầm này chúng nó mới ngủ dậy, chưa trang điểm. Nếu trang điểm và áo ngon lành thì chúng nó cũng xinh. Chứ nhớ lại nhìn cái thời tuyết vâu với Linh đầu điện sáng ra chúng nó đi đánh răng. Nói thật tôi cũng phát hỏa. Nhìn các mẹ ấy đúng kiểu Halloween, không cần mà hóa trang cũng gây hoang mang cộng đồng mạng. Tôi nói, chị kiếm được đám này trông ngon phết nhỉ, mà giờ chỉ có hai quán còn hoạt động thì kiếm bộn tiền. Bà chị quay sang nhìn tôi với vẻ đầy ngạc nhiên. Ơ, sao cái gì cậu cũng biết thế? Cậu cho người theo dõi ở đây à? Chuyện nắm bắt thông tin là nghề của em. Thế còn hai đứa nhỏ đâu? Không lẽ ông Long đem chúng nó đi bay à? Tôi cố tình nói mấy câu để xua đi cái không khí ngổn ngạt, nhưng xem ra không ổn. Bà chị kéo ghế cho tôi ngồi, rồi thở dài. Chị đem đi gửi hết rồi. Còn thằng này bé quá, không xa mẹ được nên phải đây. Chứ không chắc chúng nó cũng không sống được. Tôi ngồi xuống ghế chờ đợi câu chuyện của bà chị. Đúng hơn là tôi cũng tò mò muốn biết tại sao chỉ trong vòng có 2 năm, khoảng thời gian không quá dài, mà gia đình bà ấy lại nát đến cái mức này. Bà chị bế con, khẽ vỗ về nó một lát, sau đó đặt nó vào trong nôi. Thằng bé sau khi được bú no cũng trở nên ngoan ngoãn. Nó nằm trong nôi, giơ bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn lên khẽ động đậy một chút, rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Lúc này bà chị tôi mới cất lời. Cậu đi khỏi đây được tầm 2 tháng thì xảy ra chuyện. Nó xích mích với người ta. Đêm đó nó hùng hổ chạy về nhà mở két lấy súng rồi bỏ đi. Chị ngăn không được. Mày biết tính nó rồi đấy. Bình tĩnh thì nó rất điềm đạm, nhưng khi nó điên lên thì nó cũng không nghĩ được cái gì cả. Vậy anh Long anh bắn ai về chị? Xích mích với thằng Dương Tay Voi. Thằng đó cũng mới nổi cái đất này mấy năm nay thôi, nhưng nó có người đỡ cứng nên cũng khét. Anh mày chẳng hiểu gặp nó ở đâu. Lời qua tiếng lại. Chắc nó nói chuyện động chạm nên mới xảy ra việc đáng tiếc. Bắn nó ở ngay trong quán bar. Phúc thằng đó vẫn lớn nên chỉ trúng có 1 viên. Viên thứ 2 trúng người khác. Trốn gần 2 tháng, chị ở nhà phải lo lót không biết bao nhiêu chỗ. Cũng phải đi lại lục cả 2 thằng bị bắn. Van xin chúng nó không đâm đơn, nhưng vẫn phải đi 6 tháng. Bắn 2 người mà đi có 6 tháng. Cả cái đất này lại càng kinh anh mày hơn. Chúng nó càng tôn anh mày giống như người đứng đầu cái đất này. Mọi chuyện từ đây mới bắt đầu. Ra trại, những tưởng là biết điều mà tránh ra. Nhưng trong đó quen một thằng, nó bị bắt về tội buôn bán ma túy. Về cũng biết là chị phải tiêu tốn rất nhiều tiền để chạy án nên nó muốn kiếm lại. Mà kiếm lại từ đâu? Từ buôn ma túy chứ đâu. Tôi nghe cũng đã dần hiểu ra mọi chuyện. Mại dâm và ma túy là hai mảng làm ăn sinh lời một cách khủng khiếp. Nhất là ma túy, không phải ai cũng có thể tham gia vào con đường này. Người khác thì tôi không biết, nhưng với anh Long, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Anh Long là người có máu mặt, có bản lĩnh. Còn về mối quan hệ với chính quyền thì bà chị tôi lại có điều đó. Ngày trước anh Long không dính vào ma túy là bởi vì công việc của anh Long trong mảng cầm đồ. Cho vay nặng lãi, vẫn luôn ổn định. Thêm vào đó, quán gái của bà chị tôi hoạt động khá tốt trong suốt những năm qua. Chỉ đến thời điểm gần đoạn cuối lúc tôi bỏ đi thì mới bắt đầu xảy ra vấn đề. Chuyện này bà chị tôi cũng đã lường trước, nhưng chỉ không ngờ là cấp cao hơn về đây răng bẫy. Dẫu cho nó có lo lót được thì vẫn mất một khoản lớn. Tiếp theo là việc phải chạy án cho anh Long. Tôi đã hiểu vì sao anh Long lại đi theo con đường nguy hiểm. Tôi đáp, chắc do anh ấy muốn nhanh kiếm tiền thôi. Không, cậu không biết đâu. Chỉ trong vòng mấy tháng nó đem về mấy tỷ. Nhưng chị thề có ông trời, chị cầm tiền mà lo nơm nớp, không đêm nào ngủ yên. Nhưng cái chị sợ lại không xảy ra, mà cái chị nghĩ nó không dính thì nó lại dính. Chẳng biết nó đi đâu, làm gì với những ai. Nhưng nó nghiện đá, lúc nào chị cũng không biết. Nó đi cả tháng có khi không thèm về nhà. Cuối cùng hôm nó về, nó mở két lấy đi tất cả số tiền bảo nó đi đánh hàng, nhưng rồi cũng mất sạch. Sau chị mới biết nó đi sóc đĩa.
thu tiền mặt 4 tỷ. Tiền dễ kiếm nên nó cũng tiêu dễ như vậy đấy. Càng ngày nó càng bê tha, chơi đá vào thì nó nói hay, nhưng không làm được cái gì cả. Nó lên khách sạn 5 sao thuê phòng, xong nó gọi cả đàn gái vào bú đá với nhau. Chán chê hai hôm sau nó điện cho chị đem tiền lên trả. Sao chị không bỏ mẹ nó đi? Sống thế mà chị cũng chịu được á? Chị còn ở đây thì lần sau bỏ được nó. Nó không chịu buông tha cho chị. Ngày trước nó còn hứng thú làm ăn. Từ ngày nghiện đá nó không chịu làm cái gì cả. Bao nhiêu tiền cũng hết. Anh em bạn bè cũng không gần nó nữa. Ngay cả đến cái thằng Hiển điên đệ ruột của nó, cánh tay phải của nó. Thằng Hiển từng đỡ cả đạn cho nó mà cũng bỏ nó đi thì cậu biết nó nát đến cái mức độ nào rồi đấy. Nhắc đến Hiển điên ở đây thì không ai là không biết. Anh Long có địa vị xã hội như ngày hôm nay, một phần là nhờ Hiển điên. Hiển là một kẻ trung thành, liều mạng. Tiểu sử của Hiển điên tôi được nghe từ chính anh Long kể. Lần đó anh Long còn vạch cả áo của Hiển ra, để chỉ vào vết sẹo cách bả vai tầm 5cm của Hiển mà nói. Cái này là do Hiển, nó đỡ đạn cho anh đấy. Không có nó, chắc anh chết mẹ nó từ ngày đấy rồi. Thằng này nó cũng liều, lao ra như thế, lệch tí nữa là cũng đi chầu ông bà ông vải rồi. Lúc nghe chuyện tôi nể anh Hiển lắm, điềm đạm, ít nói, nhưng khuôn mặt thì ngầu đến chất ngất. Hiển xăm kín khắp cơ thể, kể cả là hai bàn chân. Chỉ duy nhất vết sẹo do viên đạn để lại thì Hiển không xăm. Anh Hiển chỉ nghe theo mỗi lời của anh Long. Vậy nên chuyện quán xá của bà chị, anh Hiển không quan tâm. Về công việc thì anh Hiển làm bên mảng bóng bánh, cũng là chủ một tiệm cầm đồ riêng. Nói chung, trong những người anh em của anh Long, tính Hiển là kẻ thân cận và trung thành nhất. Nay nghe đến cả anh Hiển cũng không chịu nổi thì tôi thực sự bất ngờ. Tôi đáp lại: sao thế được? Ông Hiển ông ấy đi theo anh Long như thế cơ mà. Chị nói thế nào chứ em nghe khó tin quá. Bà chị tôi thở dài. Mới ra trại, thằng Hiển nó kéo tất cả anh em đi một đàn ô tô đen đứng trước cổng trại giam đón. Đích thân thằng Hiển nó còn lên Hà Nội mua quần áo cho thằng Long thay ra khi đi trại. Nhưng nghiện đá vào, giao du với toàn thằng trẻ danh, toàn thằng không có chất. Thằng Hiển, nó gặp mấy thằng kia dí cả súng vào đầu, chúng nó cấm, không được rủ thằng Long đi đập đá nữa. Lũ kia sợ đái ra máu. Nhưng khốn khổ khôn nạn, thằng chó Long lại vì cái việc đó mà phá nát quán cầm đồ của thằng Hiển. Cậu thử nói xem, như thế thì còn ai có thể chịu được? Nói gì anh em xã hội, ngay đến bố mẹ nó còn không nhận nó. Cũng chính vì vậy mà nó hành hạ chị. Nó muốn vắt kiệt chị đến không còn giọt máu. Giờ em đi hỏi khắp nơi xem người ta có coi nó là thằng Long người trước nữa không. Nhục lắm em ơi. Chị ơi có khách. Tiếng một đứa nhân viên đang gọi. Cũng đúng lúc này, thằng nhóc nằm trong nôi cựa mình vào mẹ. Bà chị tôi vội bế con dậy. Bà định đi ra ngoài xem khách khứ giờ sao. Tôi thấy sao mà khổ sở quá, tay hãm con, chân luống cuống đứng lên như sắp ngã, bởi cơ thể bái bây giờ đã quá gầy. Tôi nói: để em tiếp khách cho, chị cứ bế cháu đi. Mà bây giờ một vé thu bao nhiêu? 400.000 một vé. Giờ nhà nghỉ nó cũng thu 100 một phòng, còn lại chia đôi, mình một nửa, nhân viên một nửa. Tôi gật đầu đi ra ngoài. Đi qua phòng, mấy đứa nhân viên thấy chúng nó được trang điểm, mà tôi cũng chẳng biết tên đứa nào mà gọi. Tôi bước ra ngoài thì thấy ba thanh niên nhìn mặt non trẻ, đoán qua chỉ tầm 16-17 tuổi. Hôm nay là chủ nhật, nhìn mấy cô cậu tôi lại nhớ đến một thanh niên đi xe đạp điện ngày trước. Thanh niên đó chỉ có 250, không đủ tiền, nhưng vẫn nài nỉ để được đi một cái, và cuối cùng tôi cũng chấp nhận. Quay lại hiện tại, tôi hỏi một câu quen thuộc: mấy em đi chơi hả? Nhà đang có mấy em xinh lắm, ngồi chơi, đợi mấy em ấy thay quần áo một chút. Mà cả ba đi phải không? Toán thanh niên trắng trẻ đẹp dai, sáng sớm đi là chuẩn nhất rồi. 2 năm không làm, nhưng trình chém của tôi vẫn không hề mai một. Một thằng đại diện trả lời: có em Thu ở đây không anh? Ô, Thu là em nào? Mặt ngang mũi dọc ra sao tôi còn không biết. Hóa ra mấy thằng nhõi này đi quen rồi. Ngơ ngác chưa biết phải xử lý ra sao, thì có một đứa nhân viên đi ra. Nó nhìn mấy thằng khách rồi gọi to: chị Thu ơi, khách quen của chị đây này.
Tự nhiên tôi cảm thấy nhục. Ban nãy còn tỏ vẻ tự tin, bây giờ đến tên nhân viên khách hỏi còn không biết, bắt nhục duyên tìm. Tôi đứng đó như kiểu người thừa khi mà chúng nó tự bắt cặp, rồi tự ôm eo nhau đi sang nhà nghỉ. Tôi hỏi, thế còn tiền thì sao? Một đứa nhân viên quay lại nói, tiền lát bọn em thu rồi đem về sau, sang đó trả tiền nhà nghỉ luôn. Một thằng trong số ba thằng kia cười cười, ông này là ai đấy? Chả biết cái gì nhỉ? Thôi thì chúng nó nói thế thì mình cũng kệ. Nhà có tổng cộng 5 đứa, 3 đứa đi rồi còn lại 2. Chắc có lẽ chúng nó cũng chẳng đủ sâu sắc để nhận ra cái nền nhà đầy rác đã được quét sạch. Hoặc là do chúng nó đã quen với việc ăn xong xả ra khắc có người dọn, nên thấy đó là điều bình thường. Cũng không sao, nhưng khi mà hai đứa nó đặt mông xuống sofa ngồi, điều đầu tiên chúng nó làm là mỗi đứa với tay lấy một quả quýt trong rổ, bóc vỏ, rồi thả luôn vỏ xuống nền nhà trước ánh nhìn không mấy thiện cảm của tôi. Một đứa nhìn tôi và hỏi, anh nhìn gì em đấy? Bộ mặt em dính nhọ à? Đứa còn lại huýt vai cười đùa, có khi anh ấy thích mày đấy, dẫn anh ấy sang kia free một cái, nhìn ngon dai phết đi chứ. Tôi hỏi, ăn xong các em thường vứt luôn rác xuống nhà như vậy à? Sáng anh thấy chị Nhung vừa bế con vừa phải quét nhà đấy, để gọn vào chứ. Lấy cái rổ, hai cái túi ăn, đến đâu cho vào đến đó. Lát đứng dậy đem vứt ra bên ngoài thùng rác vỉa hè là được. Ôi dào, tưởng cái gì, lát em tự quét. Nóng mắt lắm rồi, nhưng tôi hiện nay không phải là thằng cai vò 2 năm về trước. Quá nhiều sự việc xảy ra, trong 2 năm qua tôi cũng đặt chân đến không ít nơi, tiếp xúc với không ít loại người, thậm chí là với cả những người từng làm cái nghề của anh Lâm. Và thậm chí, nếu không phán đoán nhanh nhạy, nhiều khả năng tôi cũng chẳng còn đứng được ở đây để mà nói chuyện với chúng nó. Nhưng nhớ lại cảnh bà chị tay bế con, tay thấy tã, mà mồm vẫn nói, để đấy lát chị quét. À không, để đấy, lát chị bảo nhân viên nó quét. Nghĩ đến đấy thôi mà tôi muốn vả vào mồm hai đứa nhân viên vẫn đang thản nhiên xả rác như một kiểu thách thức người đối diện. Nhưng tôi biết lý do tại sao chúng nó có thái độ như thế. Ngay từ ban nãy khi mấy đứa kia đi khách tôi cũng đã hiểu. Tôi cố thả lỏng, quay lại đằng sau thì bà chị tôi đứng ở mép cửa từ bao giờ. Chắc có lẽ bà cũng nghe được cô nói chuyện ngắn ngủi giữa tôi và hai đứa nhân viên. Nhưng đáng ngạc nhiên là bà không dám nói gì. Tôi lắc đầu đi vào bên trong, bà chị cũng đi theo. Bất chợt tôi hiểu ra rằng không phải bà thay đổi, mà chính cái cuộc sống này đã ép bà phải làm theo. Tôi không thể nào đọc được suy nghĩ của bà ấy, nhưng nhìn thằng nhóc đang nằm trong nôi, nghe tin hai đứa con lớn phải đem đi gửi, tôi nắm chặt bàn tay lại. Nếu là tôi của ngày xưa, có lẽ tôi phải đấm mạnh vào cái cửa phòng nhôm kính trước mặt. Nhưng qua một cái nghiến răng, tôi đã không làm như thế. Suy cho cùng, dù thế nào thì bà ấy vẫn chỉ là một người phụ nữ, một người mẹ với 3 đứa con. Đời người không ai nói trước được điều gì. Một chủ chứa từng làm mưa làm gió, dám vả vào mặt những thằng đàn ông xăm kín cánh tay, thậm chí từng dẫm thẳng lên mặt một kẻ đang quỳ gối xuống xin lỗi. Chưa cần nhắc đến mấy đứa nhân viên bèo bọt, chỉ cần bái ho là phải câm hết lại với nhau như những con hến. Còn bây giờ thì sao? Ban đầu tôi thấy bà ấy hèn, tôi thấy bà ấy nhục. Nhưng nhìn bà ấy khẽ kéo cái khăn thấm sữa quàng cổ cho con trở lại ngay ngắn, rồi mỉm cười, thì tôi thấy đáng nể. Liệu nếu đặt tôi vào vị trí đó, tôi có bản lĩnh mà sống tiếp được hay không? Tôi giật mình khi bà ấy bất ngờ hỏi, chắc cậu đang khinh chị lắm phải không? Cũng đúng thôi, giờ đến mấy đứa nhân viên nó còn chẳng coi chị ra cái gì. Thế nên giờ chị mới nói là đời chị nhục như một con chó. Tôi im lặng mất mấy giây. Tôi khẽ phì cười trong cái nhìn đầy đau khổ của bà chị. Tôi cười đây không phải là tôi khinh như lời bà ấy nói. Tôi cười bởi vì tôi vui mừng khi bà ấy vẫn là một người có khả năng đọc vị người khác. Con hổ què chân thì nó vẫn là con hổ, chứ nó không thể nào biến thành con mèo được. Sau nụ cười đó, tôi suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Căm phẫn, tức giận, mới đầy tan biến, tôi đáp,
Nếu mà em khinh chị, hoặc chị nghĩ em vui khi nhìn thấy chị như bây giờ, thì chắc chị cũng không tiếp em đâu nhỉ. Dù sao giữa em với chị cũng đã quá hiểu nhau. Chỉ có điều trước đây, suy nghĩ của chị là chị Đại. Trong mắt chị, dù em là em họ, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một thằng tay sai. Mà đã là tay sai, không ai muốn nó phục tùng mình cả. Còn bây giờ mới đúng là cái nhìn của hai chị em nó khác hoàn toàn. Em không phải tay sai của chị, và chị cũng chẳng còn phải là chị Đại của ngày xưa. Nhưng mà chị vẫn không biết nói dối. Nếu ban nãy em đánh hai con kia thì chị tính sao? Cậu sẽ không đánh chúng nó đâu, bởi cậu đủ thông minh để biết chúng nó là nguồn sống duy nhất của cái nhà này. Cậu đoán đúng đấy. Lúc nãy chị có nói chúng nó thương chị nên ở lại trước mặt là cũng là để nịnh chúng nó thôi. Còn lý do mà chúng nó ở đây là vì đông khách, vì giá vé cao và vì có người hầu đến tận mồm. Ở Đồ Sơn một cái nhân viên chỉ được trả có 80.000 thôi đấy. Em hơi sốc khi chỗ này thu đến tận 400 và nhân viên được trả hẳn 150. Nhưng do cả đường có hai quán, ít nhân viên nên giá đó cũng không có gì là lạ. Một ngày chúng nó chắc phải đi được 15-20 cái nhỉ. Mới sáng sớm mà có khách rồi. Bà chị không ngần ngại đưa cho tôi quyển sổ ghi chép được để trong ngăn kéo bàn. Mở ra tôi xem, tôi khá choáng khi mà cả năm đứa ngày nào cũng được đánh dấu cả một dòng dài. Đói nhất một ngày một đứa cũng phải đi được đến 10 lần. Xem qua hai trang tôi gấp lại. Rồi tiền đi đâu? Bà chị tôi cay đắng lấy tiếp ra những giấy tờ mà chỉ cần nhìn qua tôi cũng biết đó chính là giấy vay nợ, giấy thế chấp, chứng từ vay ngân hàng. Bà chị nhắm mắt nói, đây, tiền đi vào đây này. Mà cũng chưa phải là tất cả, còn tiền bao đề, tiền bốc họ của những người đây. Chỉ có điều chúng nó không dám động đến thằng nghiện đá có máu liều lâu, nên chúng nó sang đây đòi chị. Kể ra cái thằng chó nó cũng có cái hay, nó vay nợ giang hồ, nhưng giang hồ lại không xử được nó. Bởi dẫu sao trước đây nó cũng là giang hồ, thậm chí còn là giang hồ cộm cán. Chỉ có điều con vợ nó phải gánh hết. Nó gánh bao, gánh đề, mà có đến cả mấy chục triệu. Được thì nó lấy tiền đi bao gái, còn thua thì nó đưa giấy về cho chị trả. Bọn đập đá em biết rồi đấy, chúng nó nói hay lắm. Lúc nào cũng ảo tưởng về khoảng thời gian nó có nhiều tiền. Có lúc nó đập nát cái phòng này ra rồi chửi chị là tiền tao đưa mày, mày giấu ở đâu. Trong khi mới sáng ra chị đã phải móc hết tiền, vét hết tiền mới được có mấy triệu để cho nó đi mua đá về chơi. Nó ác lắm. Nó chơi một mình chị không dám nói. Nhưng em biết không, Nó đến đây bà ôm mặt khóc nức nở. Tôi không dám hỏi gì ngay lúc đó. Đợi khi bà qua cơn nức tôi mới hỏi. Mà hai đứa kia đâu? Thằng Tiến với cái Thùy Chi đâu? Bà ấy xé giấy vệ sinh lau nước mắt rồi kìm giọng lại đáp. Thì đấy, nó như con ác thú. Nó đi đá trong phòng này, nó điên, nó ngáo. Bắt cả thằng Tiến phải chơi cùng, không nghe nó đánh. Nó đóng kín cửa, bảo đứa nào cãi nó đốt luôn cho chết cả lũ. Thằng Tiến năm nay học lớp 9, đêm đi chơi đá. Sáng hôm sau đi lên lớp học ngồi như thằng ngây dại. Lúc thì sợ hãi, lúc thì ngồi cười, thậm chí đánh cả cô giáo. Lúc đó chị đang mang thai thằng này được 4 tháng. Sợ quá chị phải đưa hai chúng nó đi trốn. Thằng Tiến may sao bố nó đón về, còn cái Chi thì nhà bố mẹ thằng Long đem giấu đi. Vậy mà về nhà không thấy chúng nó đâu. Nó đập phá, nó đòi lên nhà bố mẹ nó chửi bới ầm ĩ, còn đòi giết cả bố mẹ vì dám đem con nó đi. Nó điên hơn cả một thằng điên. Người điên cũng không ai dám dọa giết bố mẹ mình. Từ đó ông bà không có nhận nó nữa. Anh em giang hồ cũng tránh xa. Lừa tiền, lừa sự tin cậy của người ta chỉ một lần, hai lần, chứ lừa sao được mãi. Mấy chỗ làm ăn trước đây không ai dám làm chung với nó nữa. Đến cả Hiển Điên còn không chịu nổi, thì em thấy ai mà sống với nó được. Cuối cùng chỉ có mỗi chị. Nó không buông tha cho chị. Làm được đồng nào nó lấy sạch. Nó vẫn có ô tô đi, nhưng chị hàng tháng vẫn phải trả tiền lãi cho người ta. Nó mang tiền đi cho gái, giờ nó còn bỏ mặc mẹ con chị.
Cậu bảo nếu chị mà không cung phụ mấy đứa nhân viên này thì chị có còn sống mà nuôi các con được nữa không? Đời chị sao lại thành thế này hả em? Muốn chết mà không thể chết được luôn ý. Bà ấy gào lên khóc lóc ầm ĩ. Có lẽ khoảng thời gian qua đối với bà ấy đúng là địa ngục trần gian. Người ta hay nói làm cái nghề này chẳng ai có kết quả tốt đẹp. Nhưng nó chỉ là cách nói của người đời. Bởi vì tôi thấy rất nhiều chủ chứa nuôi gái mại dâm phải đến 20 năm nay vẫn sống tốt và giàu có. Nhưng lần này nhìn cuộc sống của bà chị tôi, tôi nhận ra kiếm tiền trên thân xác của con người không bao giờ là tốt. Ừ thì có thể là họ đang sống tốt, nhưng có ai dám chắc đời sau họ sẽ ra sao. Như bà chị tôi đây, tôi vẫn nghĩ bà ấy giàu có. Nhìn chồng bá vàng đeo kín người, ô tô mới chạy. Chỉ đến khi đến tận nơi, nhìn thấy, tôi mới nhận ra tất cả chỉ là phù phiếm. Trước có một câu tôi nhớ mình đã từng viết trong nghề nuôi gái trước đây. Có thể bạn nằm giường chiếu hẹp, đắp chăn cũ, nhưng bạn ngủ ngon. Còn kể ở nhà to, giường rộng, đắp chăn mới, nhưng cả đêm phải bắt tay lên trán mà vẫn không ngủ được. Ngày viết câu nói đó, tôi chỉ muốn nhắc nhở bản thân mình rằng không phải cứ có nhiều tiền là sướng. Tiền cũng có nhiều loại tiền. Có tiền bẩn, tiền sạch, tiền chân chính. Tôi không hề cay cú sau khi bị ép phải ra đi, bởi chính bản thân tôi cũng không còn muốn dây dưa đến cái nghề này nữa. Chỉ có điều 2 năm sau, câu nói đó như đang vận vào chính cuộc đời của cả hai chị em. Cho dù trong hai người, một kẻ đã bỏ đi, còn người kia vẫn ở lại, vẫn là cây đại thụ trong nghề nuôi gái. Nhưng cây đại thụ đó biến thành gỗ mục. Tiếng gõ cửa bên ngoài, vì hai chị em nói chuyện nên tôi khép hờ cửa lại. Tôi bước ra mở cửa thì thấy cái đứa nhân viên tên Thu ban nãy. Nhìn gần thì nó xinh, đúng là nó xinh nhất ở quán. Không biết bao nhiêu tuổi, nhưng thân hình phồng phao và có gương mặt cóc cạnh, sắc sảo, người lớn. Nó đưa tiền cho tôi rồi nói. Tiền đây anh nhá, 3 vé 1,2 triệu, em trả 300 tiền phòng luôn rồi, còn lại 900. Anh bảo chị đánh dấu vào cho em. Cái tiền với cái nguyệt. Tôi gật đầu, cầm lấy điền, tôi định quay lại thì nó gọi to. Mà chị ơi, hôm nay ăn cái gì đấy? Hôm qua ăn canh ngao em bị dị ứng ấy, người cứ ngứa ngứa. Sao chị đừng có mua ngao nhé, em không ăn được đâu. Ăn ngao mà bị dị ứng. Nhìn qua nó một lượt, tôi chẳng thấy có cái chỗ nào mẩn ngứa cả. Bà chị tôi gạt nước mắt và đáp lại. Chị biết rồi. Chị gọi điện bảo người ta mang thịt gà xuống bây giờ đây. Lát cháu ngủ rồi chị nấu cơm. Tôi cầm tiền đưa cho bà chị rồi khẽ nói nhỏ. Sao chị không bảo chúng nó chung tay vào mà nấu cơm? Bên ngoài có 2 đứa ngồi chơi có làm cái gì đâu. Rau cỏ em thấy vứt bừa bộn, mỗi đứa một tay một chân nhặt là xong ngay. Không thì bảo nó cắm lấy nồi cơm. Lát chị nấu thức ăn là được. Một mình, cháu thì bé, lại còn việc gì cũng đến tay thế thì chịu làm sao được. Chúng nó có biết nấu ăn đâu, như mấy đứa ngày xưa cậu trông đấy. Bọn này nấu được cái gì để mà ăn, có mà trời sập. Chị phải làm hết, mà không phải như trước nấu gì ăn đấy đâu. Mỗi ngày còn phải thay đổi món, mà phải đúng cái món nó thích. Cái vừa nãy đưa tiền cho cậu là cái Thu. Giờ nó xinh nhất cái đường này, đông khách nhất nhà. Và trong 5 đứa thì có đến 2 đứa nó đưa xuống, với nó là 3. Bọn này bây giờ khôn lắm, nó biết hết đấy. Hơi phật lòng tí là nó dở trứng, nó kéo nhau đi. Thế nên nhiều lúc nịnh chúng nó còn hơn nịnh mẹ. Chúng nó mà đi thì quán chỉ còn nước đóng cửa. Biết là thế, nhưng mà không nấu được thì chị cũng phải bảo chúng nó làm cái này cái nọ. Bảo không bận con cái không sao, giờ con nhỏ thì chúng nó phải biết ý chứ. Không, chúng nó mà biết suy nghĩ như thế thì đâu có đi làm cái nghề này hả em. Bây giờ khác trước rồi. Lớp nhân viên này không phải mấy đứa dân tộc đâu. Chúng nó toàn gái dịch vụ, làm các quán hát chán rồi. Nhưng kiểu hát họ không ra tiền, nên nó chúng chuyển đi sang làm hàng đóng. Con nào con đấy lõi đời, xanh sỏi cái gì nó chả biết. Mà toàn nằm ngửa ăn sẵn. Bảo nhặt rau nó kêu móng mới làm, bảo cắm cơm nó nấu cho như nấu cháo. Một lần sau ai dám nhờ chúng nó nữa. Chị cũng quen rồi, thế nên sáng dậy tranh thủ, cháu nó bú xong nó ngủ là chị rửa nồi niêu xoong chảo rồi chuẩn bị cơm nước. Lắm lúc vừa bế cháu vừa nấu ăn đấy chứ.
mà ăn xong chúng nó còn chê ỏm chê eo. Thế mới biết ngày trước cậu ở đây nấu cơm nấu cháo cho chúng nó vất vả thế nào. Chị thì mới có mấy tháng nay, trước kia không có cậu, chị toàn mua đồ ăn sẵn, không thì nhân viên tự ăn. Giờ không đủ ngày hai bữa cơm, nó không chịu đi làm cho mình. Thề với mọi người, ngày trước ở với mấy đứa nhân viên người dân tộc, nghe chúng nó kể chuyện về gia đình, về bố mẹ. Nào là nó đi làm để xây cho bố mẹ cái nhà gạch, mua cho em cái áo ấm khi mùa đông về. Hay nhiều đứa có ước mơ lớn hơn là tích cóp được một số vốn về quê lấy chồng. Những lúc như thế tôi thấy thương. Nghĩ bụng cũng khổ, vì hoàn cảnh mới phải đi làm, dân trí thấp, ít học. Nhiều đứa đâu có muốn làm cái nghề này, do bị bán, do bị bạn bè, thậm chí người thân lừa đi làm gái. Đến khi phát hiện thì quá muộn. Chân nhúng chàm, muốn rút ra không phải chuyện đơn giản. Bị đòn đau, bị đe dọa, thậm chí bị đánh đập dã man, bắt sử dụng các loại ma túy để dễ bề kiểm soát. Cuộc đời của bọn nhân viên ngày trước làm cùng với tôi, thật sự mỗi đứa đều có một khoảng lặng trong cái nghề làm gái. Còn bây giờ, nhìn thấy đám nhân viên mới của bà chị, đúng là khuôn mặt xinh xắn, ăn mặc sành điệu, hợp thời trang, nhưng ở chúng toát lên một vẻ gì đó khiến cho người ta cảm thấy đáng ghét. Chắc chỉ có mấy thằng hấu gái máu đi thì nhìn bọn này mới có cảm tình. Còn riêng tôi, ban nãy nếu là tôi của ngày trước thì hai đứa vừa ăn vừa ỉa ngoài phòng khách kia đã ăn đập rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 20 của bộ truyện có tựa đề Nghề nuôi gái phần 2, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo ở trong ngôi nhà chung này, khi mà bà chị và hoàn cảnh sống của bà ta, bà Nhung, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi rồi. Vậy thì liệu là cái cậu mà đợt trước đã giúp chị Nhung này, cậu em họ này, có một cái phương án gì để thay đổi tình hình hay không? Hay là bà ta sẽ vẫn phải tiếp tục làm cái công việc rất là khổ sở như thế này? Thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 21 bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.